Sợ á? Đấy, ra tủ nhận rồi người. Thế lại uống hay sờ tủ nhận? Để đây, để đây. Để đây con nhận tí nó bò ra. Cho tủ nhận, con nhận trong tủ nhận nó bò ra. Đây này, con nhận trong tủ nhận nó bò ra đây này. Bây giờ uống, không uống nó bò ra, nó bò vào mồm là kệ. Nó bò vào mồm đấy. Uống một phát thôi, không bò mồm, nó bò mồm đấy. Mẹ cho bò mồm đấy. Uống. Ừ, không bắt nữa, thôi uống nhanh mẹ không bắt. Không uống nữa mẹ bắt, uống đi con, uống một phát nhẹ, ít thôi. Ừ, không bắt con nhện nữa, thôi uống ít một. Không mà mẹ ném vào tổ nhện đấy, mẹ ném vào tổ nhện, con ngủ trên đấy nhá. Nó quấn con vào nhá. Nhá. Ừ, không, uống, không. Ừ, không uống là mẹ không uống là mẹ cho nó bắt. Ừ, uống phát thôi, khát uống nước cho nó không nó no, nhanh đây. Không có làm mẹ, nó gọi nó sói. Thế mẹ ném phát tủ nhện nhá. Tóm lại là uống hay ném tủ nhện? Hả? Có ném không? Hay là ném phát vào trong bồn tắm cho con sói ra đi. Thích ném vào đâu? Hả? Thích ném vào tủ nhện hay thích ném vào chỗ con sói? Con? Hả? Ra đây ra bế để ném đi chỗ sói cho nó ăn thịt luôn, chút chửng luôn, đỡ phải uống thuốc nữa. Hai bức phát tủ nhện cho nó quấn đầy người xong nó ăn thịt. Đi kìa, con nhện đi kìa. Một phát rồi nó dài nó bắt thì sợ lắm, nó cắn nó sợ lắm nhá. Nào đau đây để con cho nhện nó quấn vào đấy cho nó khỏi đau. Nhện nó quấn vào chân lan cho nó khỏi đau. Không thì uống nhanh còn không mẹ còn cho đi chơi ngay không bây giờ muộn rồi không đi nữa nhá. Cho còn nhà nhá. Hay lấy cái roi vụt, hay phải lấy cái roi vụt. Phải không? Có lấy cái roi vụt không? Đây này, tao lấy cái cây to này tao vụt một phát thì què chân luôn đó phải uống. Có thích quát đâu? À mẹ nói nhẹ được, có quát rồi nhá. Nào uống mẹ quát rồi đấy, là mẹ không chơi không yêu thương đâu mẹ ném cho con chó luôn đấy. Nào uống cái này, uống cái nước vào là xong. Như sáng này đấy. Thằng uống giỏi đấy, uống một phát xong nước nấp thì uống nước vào là khỏi. Là xong luôn, hai phát là hết. Nào. Bà ơi. Nào, con. Uống nước xong uống kia vào. Tao bảo không nghe tao đếm mày đi đấy nhá. Tao quát, tao cút đi đấy nhá. Yêu thương rồi nhá. Nghe chưa? Phải nghe chứ. Nữa chưa? Có nhanh không con nhện nó bò mồm bây giờ? Bây giờ cho cái chỗ đổ ở đây là con nhện bò luôn luôn đấy. Dựng cái gật gì vào đây. Nữa đi. Ngậm nước à? Này chắc phải bắt con nhện thả vào mồm nó mới được. Uống nhanh, không có nhận. Đây con này bò nó bay vào mồm bên đây. Đây, con ong nó bay mồm bên đây, đốt sưng mồm bên đây. Để nó bắt con nhận to trên mái nhà xuống. Nhận đen xì ấy, nhiều chân ấy. Bằng ngón chân ấy. Nhiều chân đen xì ấy, nó bám vào phát vào mồm bên này. Bám chặt vào mồm bên này. Thì sợ lắm. Không đợi ngồi đây con nhận nó còn trèo lên thử ghế thôi. Nó giờ nó trèo lên ghế thôi. Mẹ còn đánh nó nhận cho không được. Ừ. Được rồi, uống đi, tí mẹ cho con đánh con nhện. Tí mẹ cho con đánh nó không nó xuống. Ơi. À ừ, thế uống thì mẹ đánh được. Không uống là ốm sao đánh được nó. Ốm không đánh được nó đâu con ạ. À. Nào uống đi. Uống phát đã. Thôi khỏi ốm thì đánh nó. Nhá. Nhá. Hả? Cái gì? Đạp nó á? Phải con ngáp, con ngáp thì uống khỏi ngáp đấy. Nào. Nào bây giờ hỏi lại con uống không hay là không uống để mẹ ném con vào chuồng chó. Hay mẹ nhốt vào chuồng con chó kia. Sao mẹ bảo con cho sói vào để bắt con. Hay mẹ vứt con vào chuồng con chó kia không là mẹ nhốt vào không mẹ vứt con nhện vào đấy cho nó ở cùng con. Chuồng chó cái đầy mang nhện đi kìa. Đấy con nhện ở trong đấy đấy nhá. Còn con rán cả con nhện nhá. Bây giờ thích vứt ở đâu? Mẹ ném phát chuồng chó mẹ đóng cửa vào nhá.
không uống nữa nhá. Được không? Uống không mẹ vứt cho chú chó bây giờ đấy. Thôi không yêu thương nữa, mẹ ném đi luôn. Uống nhanh đi mua. À uống nhanh đi mua Bimbi. Được rồi. Được rồi, thôi uống nhanh, mẹ đi mua Bimbi cho con cùng. Mẹ đéo con đi cùng mua Bimbi nhá. Được không? Mua không? Không ăn không? Hai mẹ mua đang có. Thế uống nhanh rồi mẹ con đèo con đi mua. Nào. Nhanh không bao quy bán hết rồi, các bạn mua hết rồi không còn đâu. Các bạn mua hết không còn đâu. Khoảng trưa để đi mua không bao quy bán hết rồi không còn. Hả? Ở đây. Con nhận nó bò rồi đấy. Nào, khoảng trưa không còn đi mua đi. Không muộn rồi, tối rồi. Tối rồi bao quy đóng cửa không có ai bán đâu con. Nhanh. Nào. Không cấm uống vào mồm. Ơi. Tân đông. Hả? Thế bây giờ con mua Bimbi không? Mẹ đeo đi nhá. Mẹ uống nước, mẹ đeo đi. Cái gì? Ngủ thì uống xong đi ngủ, xong là đi mua Bimbi. Nhanh lên. À mua Bimbi về đi ngủ. Nào uống nước phát xong đi ngủ. Hai Bimbi. Được rồi, có uống không? Nói lắm đấy. Nào uống xong đi. Không mua nữa, không mua cái gì hết. Mua uống nhanh rồi đi. Uống nhanh rồi đi mua. Mẹ ơi. Tân đông giang. Uống không mới khỏi đâu. Ngồi lên. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên để uống. Cho một phát. Nào. Mẹ ơi tân đông. Cô nhận đi cho một mồm nhá. Không thử uống nhá. Nói mãi thế. Mồm. Đâu, có nhận chỗ nào? Đâu? Đâu để cho bọt bắt vào mồm. Sợ nó uống cứ kêu cái gì? Nào sợ nó uống thì không mẹ cãi nó đấy. Được rồi. Rồi đây. Bây giờ uống là mẹ bắt nó đi cho, không sợ nó nữa, được chưa? Phải đánh nó, hay mẹ ném con tổ nhện nhá. Nào bây giờ mẹ đi ném con tổ nhện. Đấy tổ nhện. Thế nín đi. Nín, nào nín đi. Yêu thương. Thế bây giờ uống nước xuống cho mẹ yêu thương, mẹ con ấy con nhện cho. Được rồi, không khóc nữa. Được rồi. Đâu? Chỗ nào? Được rồi, bây giờ uống là mẹ yêu thương, mẹ không ấy nữa. Chưa, quát đấy. Con sói nó về đấy. Anh Nam rồi. Con sói, anh Nam cũng uống thuốc, con sói bắt rồi. Uống phát xong đi. Uống phát xong mẹ bé đi chơi, con nhện nó về. Con sói nó về đây bắt cả cái loa đi, chết. Nhanh. Mẹ cầm nước. Cầm nước, thôi con uống cái này thôi mẹ cầm nước. Cho con cầm nước, con cầm nước đây. Hai con tay con cầm nước, xong mẹ cho con uống thuốc, xong con uống nước vào. Uống thuốc đã, uống thuốc xong uống nước. Con. Bé con uống thuốc, uống nước vào. Được rồi. Nước vào. Được chưa? Nào, phải uống nước rồi, uống nước. Nó phải ăn nước gì để uống. Bây giờ uống thuốc xong là mẹ bế đi, không có sói nó về, con nhận nó về đây là không ai cứu được. Con nghe chưa? Thế là mẹ con gãi ngồi đây, mẹ đi nhá. Cháu có sói nó bắt đi nhá, con nhận nó về đây, nó bông người nhá. Một đàn nhận như kìa, đang bò người đây, đây đây. Ở tường đây này. Có nhiều con nhện đang bò không? Đây này. Đây này. Thấy không? Đâu? Đâu rồi? Đây này. Đấy. Thấy không? Nhận bò chưa? Thấy chưa? Bắt một phần mồm nhá. Thế uống nhanh, không có thể nó bò vào mồm. Đấy, con nhện nó ra rồi đấy. Nước. Mẹ ơi, cầm nước. Cầm nước, uống hết đây, mẹ cầm nước. Nhanh lên. Nhanh lên, không có tay để cầm nước đâu. Đấy. Đấy, mẹ chỉ có một tay thôi, không cầm được nước như thế. Con tự cầm nước, con tự cầm nước xong con uống. Bây giờ uống thuốc xong con uống nước vào. Uống thuốc đã không uống nước vào. Chưa, uống hết, hết nước mất. Nào, mẹ uống cái này không uống nước. Là xong. Phát này là hết, con cầm nước sẵn đi. Đây này, đây. Tí mẹ đánh luôn, tí mẹ lấy roi mẹ vụt luôn. Nào, con cầm nước đi, cầm nước để uống. Cầm nước, hai tay cầm nước. Thôi mẹ uống này vào, không mẹ con uống nước vào luôn.
Ừ, uống nước rồi uống thuốc rồi uống nước vào luôn, xong mẹ đánh con chết luôn. Kìa kìa, đang bò kìa, mẹ đánh, mẹ đánh, mẹ đánh, nhanh mẹ đánh. Con uống nước đi, được uống nước đi, uống nước đi. Đấy, nước rồi, uống nước luôn. Đấy, được rồi thế thôi. Lại uống tiếp, uống hết nước con. Không có nước để uống, nào. Phần này nữa là uống nước là hết sạch. Ơi, ừ, đói, uống phần này nữa là hết sạch. Xong rồi, xong rồi. Ừ. Không sợ, uống phát này là xong. Hết. Nào, không còn uống nước vào nhá. Uống nước đi. Uống nước vào. Đấy, giỏi, giỏi quá. Đúng rồi. Đấy, thế là xong. Uống nước được không? Mẹ đánh con nhện kia nhá. Đánh trước con nhện này nhá. Nhá. Đây, đánh trước con nhện luôn. Nào. Nào, một phát là chết luôn. Chết chưa? Chết rồi. Chết rồi nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi, giờ hết.